Thế giới đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ, trong nỗ lực ngăn chặn thảm họa khí hậu đã rất hiển hiện, trong đó sử dụng điện mặt trời và xe điện là xu hướng tất yếu. Tại triển lãm công nghệ thiết bị điện và năng lượng năm 2022 đang diễn ra tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, công ty Litaco đã giới thiệu những giải pháp mới về điện mặt trời và sạc xe điện bằng điện mặt trời. Đây là những giải pháp nhằm tối ưu sử dụng điện mặt trời khi kết hợp lưu trữ năng lượng bằng công nghệ pin lithium và sạc xe điện bằng năng lượng mặt trời, giúp xài hết toàn bộ năng lượng tái tạo bất kể ngày đêm và chi phí năng lượng rẻ hơn. Giải pháp lưu trữ năng lượng bằng công nghệ mới có thể giúp các ngôi nhà sử dụng năng lượng tái tạo 100% bất kể ngày đêm bằng cách là tích trữ điện mặt trời dư vào buổi trưa và sử dụng vào buổi tối. Còn với ý tưởng sạc xe điện bằng năng lượng mặt trời thì ý tưởng là biến các bãi đậu xe thành các nơi sản xuất điện sạch, đồng thời là cái chỗ chạm sạc xe điện. Và với hai giải pháp này sẽ giúp các khách hàng tiết kiệm rất lớn chi phí và năng lượng. Hầu hết các công nghệ mà Litaco đang áp dụng đều từ Mỹ, Đức và châu Âu, với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng và là một trong những công ty tiên phong về giải pháp điện mặt trời cho nhà máy công nghiệp và giải pháp sạc xe điện.